Hai à, shual dam dar phong qua. Adu. Why that ta? So, tag. Móc trứng cút. Anh em xem xong thấy hơi thốn. Hello, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của Rick. Ơ, ông mình chưa có nhà. Xây nhà cho mày là được cái gì? Xây nhà cho ông. Cứ mỗi lần xây nhà xong là nguyên đám đứng xung quanh hú hú rồi hả? Buồn cười ta. Rồi, tiếp tục là nhiệm vụ của ông này. Nghe vũ khí mới à? Sao giờ mà xấu vậy? Adu. Why that? So, tag. Đường thương đau, đầy ái nhân gian. Ai chưa qua chưa phản là người. Móc trứng cút. Anh em xem xong thấy hơi thốn. Cánh đàn ông mới hiểu rồi. Má. Giờ chàng hãn luôn rồi. Tội nghiệp. Rồi sao? Nhiệm vụ ông này. Ok. Ý, lên này. Lên đâu? Sao nó không có cái chế độ leo lên ta? Úi, ai vậy? Ai... Úi. Làm cho như vậy? Úi, ông... Úi, thằng này nó bị bỏng à? Úi, kinh vậy. Úi. Isila là cái quần gì? Chúng tấn công thợ săn của Winja. Chỉ một chạy được thôi. Ui. Rồi, ra đi thanh thản luôn. Đèn thui. Má cháy xém. Nghe mùi thịt nướng luôn. Thật là một tội ác. Chúng ta phải đi trả thù cho anh ấy. Đây. Ai vậy? À, thằng anh nè. Thằng anh của mình nè. Xây nhà chứ gì? Chúng mày tới, chúng mày không biết tự xây à? Tốn nguyên liệu của anh mình. Xây nhà gì? Đấy, chuẩn bị hú hét đi. Lại đứng hú hét. Mấy thanh niên Ayua. Cho mỗi thằng mỗi gậy. Một điên. Rồi nâng cấp hơi nhiều ấy. Nhiều con ma mút đã chết.
Đùa ma mút. Đùa ma mút này. Chà, nhiều nhiệm vụ dữ. Cú này đi đi xa làng hơi lâu rồi đây. Cái gì đây? Có lấy được không? Cái áo này không lấy được à? Ý. Full này, lại full item. Ê, lượng được thịt này. Lấy. Ơ, nhưng mà full rồi. Full rồi có lấy được. Lấy được phí nhỉ? Hai vô hỏi. Thì có hai vô hỏi. Chà, hai nhiệm vụ nhỏ. Nhiệm vụ làng. Đi. Hello anh em. Mấy đứa nhỏ dễ thương vậy. Sao? Rồi, lại thêm nhiệm vụ. Thôi nhận hết. Ra ngoài làng luôn một thể. Không nhảy được. Nhảy này. Nhảy luôn thể. Ai đây? Úi. Ê, gái. Gái vợ mình nè. Hello em. Nói chuyện được không? Gì đây? Ồ, hello chị. Thích nước à? Sông. Con sông. Sục chị thương. Dịch theo khả năng cho phép thôi. Nên ê, cái hang của mình. Rồi thôi. Cá chết. Quá nhiều cá chết. Ô, là cái này là nhiệm vụ làng mà. Ừ, nhiệm vụ làng mà. Quá nhiều cá chết. Rồi sao? Tìm, à, tìm vị trí. Tìm vị trí, úi. Tìm vị trí cá chết. Ui, cá chết nhiều vậy. Chắc chắn có kẻ đã bỏ đây. Đấy. Đây. Lần theo dấu vết. Bắt thằng bỏ độc. Ui. Lại một đống cá chết nữa. Most hungry. Đi xa quá vậy. Trên thượng nguồn. Bực máy này. Ui. Trên thượng nguồn có người chết thế này thì bảo sao. Ui. Có người chết thế này. Kinh quá. Ui, lại một con chết nữa. Ui. Rùi vô kiến đậu. Má ơi. Đúng rồi, Sherlock Holmes này. Đi điều tra vụ án luôn. Ui. Cái gì ghê vậy? Ui ui. Nó giật cái mình. Ý, con gấu cắn, Ý, nó sắp giết, ý, nó giết con của mình rồi. Ý, tránh nó, tránh. Không lại. Úi. Ông đường thương đau, đầy ải nhân gian. Đâu chưa ra con gấu hay vậy ta? Thủ phạm ở trong hang này. Thủ phạm trong hang. Ở trong hang không? Sao ta đây mất dấu vậy? Ta đây mất dấu ba rồi. Ủa? Cách đây hang. À, chấm đây. À đây nè. Ui, sắc chết nhiều vậy. Ui.
bắt cái xác này để lên trên để ô nhiễm nguồn nước. Ui bạn, con sói khốn nạn. Ui lại đây nữa, bắt cái xác để lên trên ô nhiễm nguồn nước quá, kinh vãi chữ. À, còn một cái xác nữa ở đây. Ai để xác chết ngay dưới sông cái này. Ui. Xong. Kill the wolf in the cave. Ủa chết rồi mà. Giết xong rồi mà. Mới giết nó xong. Nó nói là mình phải giết hết. Ui 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 đọc. Ui đọc. Đọc đâu ra dữ vậy. Ui nghe có tiếng sói nữa kìa. Đọc. Ây. Giết. Chị thương cái đó. Đi ra mày. Chắn đường vào đó rồi. Rồi còn một con sói nữa. Ơ, mới thấy rồi mà. What the hell. Nó chạy nhanh thế. Chạy đâu nhanh vậy ta? Cái thứ chó này. Tay. Nè, nó ngay dưới đây nè. Ui, nó chạy nhanh vậy. Chạy đâu mày? Nấp hả mày? Xong nhiệm vụ. Đây là nguyên nhân mà vô số xác chết ở trên đầu nguồn sông. Rồi xong. Clip này mình kết thúc tại đây nha các bạn. Mọi người giúp đỡ mình bằng một like và một subscribe kênh của mình nhé. Để mình có động lực làm tiếp những tập sau. Cảm ơn các bạn.